con cá mú à, với lại hai con cá mú luôn. Cá mó. À cá cá mó trời. Cắt cái đó vậy? Cắt cái ra để tâm nhất chùa nổi. Nhưng mà nó đẹp mà. Có đây mà hớt được sống nó là coi là cả mấy triệu một ký. Này mà nấu cháo cũng rất là ngon. Để anh ăn cho. Đây. Được không? Đó, một con rồi một bát. Đó. Này con về đi, không để được mà. Chào cả nhà, lại là Thái Nhà Biển đây. Và hôm nay nhà Thái có hỷ, có đám cưới. Nhưng mà đã xong và tất cả mọi thứ rất là suôn sẻ rồi cả nhà ơi. Có thêm một nàng dâu mới nữa. Quy trình đầu tiên để làm con sá sùng khô này cả nhà. Và mình sẽ trụng qua nước sôi. Sau đó mình sẽ vớt ra liền để bỏ vào một thau nước lạnh như thế này. Cho con sá sùng săn lại. Đó. Chứ con ấy là nó nóng là nó giật tơ. Dạ. Nó săn con sò này. Bắt đầu mình sẽ rửa sạch mấy nước. Đó, đó đã quá. Dạ. Sao hôm qua nước đây thì cũng tiếp chưa? Đây, quy trình làm da sá sùng là rất là cực nha cả nhà ơi. Mà phải 12 tiếng là chưa chắc gì là các em này khô hết. À. Cỏ đũa nữa. Dạ. Đây mọc phong lắm chứ. Mà được hên cái là quê mình đang vào mùa cô ơi. Giá là đang còn rẻ cả nhà. Đây này. Này là lặn thôi chứ mình bắt không có nó. Dạ. Cái này mà ăn xào rồi nó ngọt lắm. Ừ. Một quỷ thì mình phơi da khô là tầm bao nhiêu ký hả cô hề? Ký mấy? Một ký hả? Ký mấy? Dạ, một ký mấy à? Đây. Khô nó khô cứng luôn trong nhà ấy. Dạ. Tí nữa tầm khoảng 10 giờ là mình phải trở lại nữa cô ơi. Đem vô xong mình lấy đũa luôn. Đem vô mình lấy đũa mình loàn nữa. Còn lại không đem vô bó. Dạ. Vô bó chừng bó chừng bó vậy. Ta ở dưới nước ta luồn xong rồi xong ta chà giữa dùng dình mình cân xong giờ sẽ xé mình luộc. Cái này một con mà lúc nó còn sống là nó to lắm cả nhà ơi. Trong nó cũng gì gì thôi. Dạ. Mà bên trong nó toàn là két thôi. Két, đúng rồi. Đấy, mình sẽ đổ ra như thế này, bắt đầu cái cô sẽ phơi nhanh hơn một xíu, được phải chia bóc từng con này. Ừ, bên đây này nè. Đúng rồi, nó kịp lại. Còn nó cũ, nó ăn cái đây này. Dạ, nó khổ nhưng mà đều vô số lượng nhiều quá, bắt buộc mình phải phơi. À. Chứ bán tươi cũng không kịp với nhà ơi. À, ở đây là cái sữa. Dạ. Nó sát sùng này nhiều tác dụng lắm. À, con hay bỏ cho cô chú bên nước ngoài á. Cô chú để dành nấu canh á. Nấu canh á, bỏ một hai con vào để dành mình nấu canh cho nước nó ngọt lắm. Không phải bỏ bột ngọt luôn. Thứ hai nữa là sẽ tăng sức cho những anh đàn anh á. Hôm nay Thái về quê á, và cũng quê Thái đang được mùa sá sùng cực kỳ nhiều luôn. Thà những cái bó mà Thái đang cầm nè, y chang như cái củi khô á cả nhà. Nhưng mà đến tay khán giả Thái Nhà Biển á, là được khán giả mang đi nước ngoài cực kỳ nhiều luôn. Và hôm nay thì quê Thái vào á, cũng phải hàng tấn sá sùng tươi. Nên là hàng khô cũng rất là nhiều luôn. Và giảm giá cực kỳ sâu nữa, giảm đến 1 triệu một ký. Ở nhà ơi, chị Ba mới vừa thu hoạch cá khô vào là em Thái ủng hộ chị Ba một bịch như vậy. Em Thái mua hết của chị Ba luôn. Chị Ba phơi được 30 kg hồi nãy căng lên là 30 kg. Bịch như vậy là nửa ký là hơn mười mấy con á này. Đó. Đã lắm. Cá này là cá của chị Ba phơi nha cả nhà. Nhưng mà cực kỳ ngon và cá anh Ba lặn. Đây anh Ba đang chuẩn bị thúng nè. Hôm nay là vừa vay sá sùng gửi đến chia sẻ khán giả Thái Nhà Biển. Thì anh Ba nói là trước khi chồng Thái vào Sài Gòn thì có một chuyến đi cùng với anh Ba, với Ba nữa và cả anh bố này Dương nữa. Thời gian ghi trước anh. Đó, mình sẽ đi trải nghiệm một ngày lặn biển cùng các anh. Giờ mình let go nha. Giờ ra thúng ra nè.
Đây, tí nữa mình ra đó mình chiên cá này ăn ngon lắm. Chị Ba nè. Vậy em vô hả? Ừ, vô luôn, ra luôn. Em vô. Bye bye anh Thức. Rồi. Đây, giờ mình sẽ ra thúng mình ra. Nãy là có nhiều nhiều tàu én nha anh. À, sông én á. Sông én là đi nhiều khách đi du lịch ra ngoài đảo Cù Lao Câu. Ừ, thế lên muốn thầy Dương. Rồi, xin chào cả nhà luôn. Ba đâu anh? Ba ngoài sổ lái nằm nước mát. Đây. Đây, ba có Thái này cả nhà ơi. Ba người đàn ông quyền lực nhất trong gia đình. Đồ dĩ nước cá này phải. À, nước rồi anh. Thái Gia Biển đã có mặt tại trước đảo Cù Lao Câu. Anh Bốn, anh Ba và ba của Thái Gia Biển đang chuẩn bị ca lặn đầu tiên. Anh Bốn đang đeo bao tay nè, xuống bắt những con hải sản. Bên này là anh Ba. Còn, anh Ba xuống bắt cá. Anh Ba xuống bắt cá. Người đàn ông viên lực nhất trong nhà đó là ba của Thái Gia Biển. Và ba nói là hôm nay đi trời hơi gió, nhưng mà hy vọng sẽ bội thu. Và bên này là đảo Cù Lao Câu nè cả nhà. Một hòn đảo rất là hoang sơ và rất là đẹp. Và hiện tại cũng đang phát triển du lịch. Nếu như cả nhà yêu thích thì có thể ra đảo Cù Lao Câu để mình khám phá cũng như mình trải nghiệm nha. Đây là các anh. Ô, bỏ kem đánh răng vào cái gương chi vậy anh? Trà gương cho nó sáng em. À, trà gương anh. Ừ, trà gương cho nó sáng trà gì nè. Nếu như clip này nó hơi rung rung á, mong cả nhà thông cảm nha. Vì máy của em Thái không có chế độ chống rung, mà ở đây là sóng nhấp nhô liên tục. Thì bố sẽ cầm mấy dưới nước xuống quay những coi như là những mấy cây hải bì, cây cảnh cá rồi dưới đáp dạng. À, hôm nay thì có máy ở dưới nước anh Bốn và góp phần làm video của em Thái sinh động hơn. Và cả nhà yêu thích kênh biển của anh Bốn Đại Dương, hãy ghé qua cho đăng ký anh Bốn nút like và subscribe đăng ký kênh nha. Anh Bốn còn bao nhiêu người nữa đủ 1.000 người để mà kiếm tiền ta? Còn khoảng 477 nữa. 470 người nữa. Bốn bắt đầu xuất phát. Đây. Bên này là anh Ba. Anh Ba đang ước ao có một bộ đồ lặn nhái giống như các anh ở bên nước ngoài ở cả nhà. Bộ đó cũng rất là mắc tiền. Ba sẽ ra quăng dây xuống. Thank you.
Thank you.
Hôm nay sẽ hỗ trợ các anh và sẽ coi dây. Trong lúc mà các anh lặn thì ba sẽ cho dây đi xuống. Dây này là sẽ biết được hai anh là lặn ở khu vực nào. Vì lặn ở khu vực nào thì oxy ở dưới biển là sẽ nổi khí lên. Ba đây, ba sẽ quan sát hai anh đó ba. Quan sát lại rồi. Dạ. Lúc này thì bắt buộc phải có tiếng máy để có cung cấp oxy cả nhà. À, nếu mà lên là sẽ giật dây vậy á ba, là ba sẽ thu lại. À, đây đây, hấp nhảy à. Anh ba cầm theo cái đũa gì vậy ba? Wow, có con cá liền. Wow, con cá bự quá vậy. Có con cá mau nữa. Wow, đỡ nha. Còn anh Bốn Đại Dương nữa. Đây, bên này đó. Oxy nơi nào là anh nơi đó. Hello anh Bốn. Rồi anh Bốn đu dây lên. Wow. Ô có con cua gì lạ vậy? Cua bạc trăng á. Cua bạc trăng á. Có thêm con cá mú màu đó anh. Cá mú màu đó nữa. Chăm một cái là coi như là ôi trời ơi luôn á. Ôi có con cua gì lạ anh? Cua mặt trăng á. Không phải đâu, cua này rất cua mặt trời. Tại vì nó màu đỏ. Cua này gạch không á? Cua đá. Cua đá. Đây. Giờ mình sẽ tháo ra và mình đổi rất là nhiều hải sản tươi ngon. Ồ con nó đó. Con muốn mau này cả nhà ơi, con này mà đâm một cái là sao anh Tư? Ôi trời ơi luôn. Ôi trời ơi luôn. Nhất luôn á. Nhưng mà cá này là Trung Quốc mua nhiều lắm cả nhà. Và cực kỳ kho, ăn rất là ngon. Có con cua đó, cua bạc trăng có con cái con đạ luôn, miếng nào vậy á. Dạ. Cua bạc trăng ở ngoài Vĩnh Hy á ba. Vĩnh Hy á. Dạ. Đúng là con nó có tăng nè. Nhâm gì không? Nhâm đen á. Wow. Cái này để vô cái là coi như là kéo là mập liền á. Thôi luôn. Trời ơi con cá kìa. Con cá đó là con cá đại mú mau á anh. Ừ, mú mau á. Tiên quá, nó tiên quá. Tiên. Sao mình cắt cái đó vậy? Cắt cái gai nha, để tâm nhất chùi nổi. Nhưng mà nó đẹp mà. Cá này mà hớt được sống nó là coi là cả mấy triệu một ký mới chuyện con á. Đúng rồi. Cái này hả? Đúng rồi ba. Cá đó mà mình lấy sống mình bán cá cảnh á anh. Mấy triệu con á. Dạ. Bây giờ nó sống nè. Mà cá này sao dám đi bắt nó. Bắt chứ. Thì bắt sống được mà. Thì rút kê á. Rút kê mê á. Bắt nó được. Đúng không? Bắt sống được, bắt đêm được. Nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Trung cảnh là. Gài bỏ dưới nước luôn. Dạ. Là mình đụng vô là cũng bị đúng không anh? Ừ. Là mình nhức lắm. À. Bắt sơ thôi. Giờ mình nấu máy mình chạy bờ đi. Dạ. Ủa? Cái này là con cá gì đây anh? À, mó. Cá mó. Wow. Rồi cá mó đã vậy anh. Rồi sướng. Cái này cá mó đỏ. Hình như được hai con anh. Hai con. Con này bự hơn này. Ui. Con nha. Đây mó này mà thôi, tí nữa nướng cuốn bánh tráng
Nhất cây nách. Ba con, được ba con. Nhất cây nách, ba con nha cả nhà nha. Ba con. Đây nè. Coi chừng nhâm á. Đây, bò dạng nè cả nhà ơi. Bò dạng á. Bò giáp. Bò giáp anh. Bò giáp anh. Rồi, có bò giáp luôn. Nhâm nè, ghẹ nè. Nó tí nướng mại luôn. Thêm một con cá nữa nè. Đó, ừ. Trời ơi. Trời ơi. Cái này không dẹp, cái cánh này không dẹp, cánh nào dẹp nữa cả nhà. Quá đã. Rồi, vô nồi luôn. Vô luôn. Đây là hành dập. Hiện tại gia đình Thái đã vào đất liền rồi nha cả nhà. Và đây là một hòn đảo Cù Lao Câu. Ở đây thì ba Thái đang đi kiếm thêm củi để nhúm than lên. Tí nữa nướng cá, nướng sò. Bên này anh Thức là đang làm cá tại biển luôn. Tí nữa anh làm cá xong anh cắt ra ngoài này, anh biết chuyện hiện tượng gì xảy ra không anh Thức? Cá con sẽ bu lại đó. Đúng chính rồi, đó chính là cá con sẽ bu lại và ăn những cái mà mình bỏ này. Ở đây có một loài cá mà Thái muốn quay cho cả nhà xem. Đây này, cá rợp. Đó, cá rợp này là sẽ lúc mà tươi xanh thế này là mình sẽ lặn từng con một như thế này. Sau đó là anh ba nhà Thái á, cùng với chị ba sẽ là sẽ ra phơi. Cái con cá mà hôm nay Thái cũng có mang ra để giới thiệu đến khán giả Thái Nha Biển á. Thái hay đăng trong Zalo 0938280121 hoặc là 0934986674. À, những con cá này rất là ngon luôn. Cá rợp này là ít khi vào Sài Gòn lắm. Hầu như là từ trước tới đây Thái chưa thấy luôn. Nhưng mà quê Thái thì anh ba đi lặn á, có là xỉ ra. Đây là cô chú anh chị mình dùng cá rợp mà phơi hai nắng cứ điện cho Thái nha. Đây con cua, ui còn sống luôn nha. Ở đây là có con cá mau tiên này. Đây là một con cá. Cá mú mau. Cá mú mau. Mau tiên con này nè. Cá mú mau này ăn ngon lắm, tí nữa nấu canh chua cực ngon luôn. Đây, tươi xanh. Dạ, đây là cá sơn. Nè cá sơn. Dạ. Dạ, đây là cá mó này. Này, cá mó. Ủa ba, cá này cá gì ba? Cá gì mà đẹp lắm này nè, con mắt nó màu vàng luôn. Ờ, tàu táo. Cá tàu táo. Trời ơi, con mắt nó vàng. Ồ, cái lớp vảy rất đẹp. Này con cá bò giáp này. Rồi, chín rồi, chín rồi. Đây, cá bò giáp. Cá bò giáp chứ. Trời, nói mà lẹo lử luôn. Đấy, con cua này. Đó, cua mặt trời nha. Cua mặt trời đỏ. Con cá này ngon nữa, nấu canh chua ngon á. Anh Thức đang làm cá này. Đây, xá sùng nè cả nhà. Rồi, trời ơi, đã chưa. Xá sùng này thì Thái sẽ làm sạch ruột, sau đó mình sẽ chiên luôn. Này chiên rất là nhiều món ngon nha. Mình có thể là chiên xào cho các món giống như là xào giá là ngon nhất, hoặc là xào cần. Sáng Thái có mua thêm một ít cần này. Mà hiện tại giá rất vô cùng rẻ luôn, có 350 ngày 1 ký thôi. Một hộp là nửa ký này. Rồi. Hiện tại thì anh ba mình đang nấu canh chua. Còn Thái sẽ làm sạch xá sùng. Đây này, mình sẽ lấy ruột ra. Đấy. Sau đó mình sẽ xào. Bên Thái có cả khô và tươi. Đang mùa giác rẻ luôn. Cô chú anh chị mình đi nước ngoài á, tranh thủ mua chữ nha. Đây, ngon á. Vô nhà. Ô. Ôi trời. Xá sùng này mà nấu cháo cũng rất là ngon. Vậy cho cần vào luôn giờ. Cho là nhiều rồi. Em nghĩ cho vừa ăn thôi, tại vì hôm nay đồ ăn cũng nhiều á. Không, để cho anh ăn cho. Đây. Được không? Đó, đã chưa? À. Trộn lên luôn. Trộn lên cái cần này cũng dễ chín lắm, mình ăn nó giòn ngon. Đây có xẻng á, xẻng, xẻng là nó dễ. Dạ, hai đôi nữa, lấy đôi nữa. Nói chung là đi sinh tồn thì cũng thiếu này chút cái nọ chút cả nhà ơi.
đâu có mà đầy đủ liền đâu, này thiếu chút nọ thiếu chút mà vậy mà nó ngon. Ồ, con cá mú à. Với lại hai con cá mú luôn. Cá mó. À cá cá mó, trời em đừng có mú. Anh thích quay đừng có rung tay anh thích. Cá bò. Cá bò cá đừng mó. Đừng quên nhâm nha anh ba ơi. Ok. Nhâm luôn. Nướng ngoài à, luôn. Rồi. Đây là cái nhà lá dừa luôn các nhà ơi. Toàn phải trời mấy tư thế như vậy này. Đó, một con rồi một bét. Không có quá được cái nhà. Lấy cái con sò mai mới vừa hay sao. Được không Bưng chưa? Dạ, nóng rồi. Rồi. Ngồi rồi. Nóng á. Đó lại xuống đây cái vai nó đâu có nóng đâu. Được rồi. Wow, có mó đã chưa? Con chít luôn rồi. Dạ, bên đây là sá sùng. Còn bên đây là sashimi á mấy nhum. Cả nhà á. Hỏi tôi này, à, để đó luôn rồi anh này. Ừ. Giống như là cái đĩa. Đó. Sá sùng nha cả nhà nha. Sá sùng lặn lên luôn, tươi chưa, tươi xanh luôn. Dạ. Này con giờ em để được mà. Ồ, cái cần gì mà mình xào lên là ấy luôn này. Mà cả nhà cùng thưởng thức chuyến đi sinh tồn cùng gia đình tháng nha. Rồi sinh tồn ở đây là hơi vui mà ăn cũng rất là ngon nha. Bởi vì có những đồ là phải nói là rất là đắt tiền như là sá sùng này. Bây giờ là 350 ngàn một ký. Nhưng mà ở đây thấy rất thích là khi mà mình sử dụng luôn những con sò mai ấy cả nhà. Đây anh bốn cho vào đây. Đây sá dùng xào cần, cá mó, nấu canh chua. Và đặc biệt là nghêu sò, ốc hến của hai anh lặn xuống. Đây, tươi xanh, tươi xanh luôn. Tươi sống luôn. Tươi sống luôn, tươi sống luôn. À, giờ chắc là anh em mình với ba chắc là rất bụng rồi á. Bước đi. Bước đi. Mời các nhà dùng mấy em bốn nha. Mời các nhà ăn cơm. Nhà Thái lúc nào cũng đem theo nước mắm nhà mình á. Trên ghe luôn. Tại vì không có giá ba. Không giá còn luôn. Cho vô cho húp như để ăn khô. Ngon hả? Sá sùng ăn được ba. Ngon quá. Được anh. Dài ngon. Ai nấu lại. Trời ngon hả? Em tưởng ăn cho mắm là mặn rồi, không mặn luôn. Ngon rồi, nè không ơi. Nè không ơi. Mắm rồi ba. Con với ba có dĩa nước mắm đẹp à. Đậm đà đó. Anh ba đừng quên con cá khô của chị ba nha. Mà chủ yếu là đi quay cá khô để quảng cáo chị ba bán hết cá ở nhà ơi. Ngon vậy? Ngon ba. Giòn. Nó giòn. Nó cần hả? Dạ. Đã. Ngọt. Giờ có ghe đi biển ha. Ở đảo này á, tháng nào là mình làm nhiều tiền nhất ba? Tại vì con nghe anh ba nói là thích ra đảo á, đánh bắt á. Cuối tháng năm. Cuối tháng năm. Tháng năm tháng 9 á. Dạ. Sòi chẳng hiếm mà cả nhà ơi, sòi chẳng hiếm nha. Sòi chẳng hiếm. À, tất cả chấm, chế là chấm thì mơ. Nước chấm thành thánh mua hải sản là được tặng miễn phí. Nếu mà ngon quá cả nhà ủng hộ thì là 300 ngàn. À. Tại vì rất là nhiều cô chú anh chị á là hỏi nước chấm này cực kỳ nhiều luôn. Chấm cả nhà. Ủa đâu có sẵn cái giỏ anh? Ở trong con sò này. Giống sò. Chó đây. Đồ, cho em với ba đi. Còn qua. Thật thế hết chứ. Không có chén lại lấy vỏ sò. Ồ coi anh ba review cái con sò chôm kìa. Hào hương á. Hào hương. Ồ nước chấm này nước y bài. Ngon lắm. Tuyệt vời. Tráng, bánh tráng. Còn miếng bột chả nữa nè. Tráng con tôm ăn y bà luôn. Ngon. Đặc biệt là cả nhà biết không, con cá mó xương nó màu xanh. Ăn hết rồi.
mình ăn mình không có để ý cái xương. Bây giờ biết là cái xương nó màu xanh. Hay, trong lúc là anh thức nghỉ ngơi, anh thức tẩm bổ thì con cá của chị ba cũng đã chín. Đây này, nóng lắm nha. Cái phần thịt này rất là ngon. Hằng ngày qua nghe anh Bốn nói là chốt 10kg anh Bốn. À, 10kg. Là gửi ra cho bạn anh Bốn bán á cả nhà. Wow, mùi nóng quá. Gửi lên Đà Lạt. Ồ, Đà Lạt. Đây ba thử, ba review cho con dâu của ba đi ba. À, ngon. Tại vì lửa ít nên là à, nước ít thôi. Còn anh ba thì ngày nào cũng ăn rồi. Đó, ăn nẹ mà. Nướng ăn là mỡ thơm. Thơm mà cũng ăn cái thịt đó. Nó rất là dài. 250 ngày 1kg ở cả nhà, có sẵn tại cửa hàng Thái nhà biển luôn. Rồi cái thịt đó nè. Đã lắm. Đây là món mà bạn bè của anh Thức cũng rất là thích luôn. Qua nhà Thái nhậu là lúc nào cũng nướng lên hết trơn á. Anh Thức là khách hàng thân thiết của Thái nhà biển. Đó. Rồi cái miếng da này nè, cực kỳ đỉnh luôn. Nướng xong rồi tí nữa mình tìm củi thêm, bắt đầu mình nướng thêm vài con nữa. Wow. À, anh ba ăn cái gì anh ba? Ba ăn nhum. Ôi nhum kìa. Trời ơi. Đã rồi. Cá của chị ba làm ngon anh ba ơi. Nhum mà chấm bột chả ăn sống sống gì đó cả nhà không? Chính là nướng à? Nướng mỏi á. Anh ba review nhum này béo không à? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Quá ngon. Thèm bữa giờ luôn á. Phải nói là chuyến đi ngày hôm nay là một chuyến đi phải nói là kỷ niệm của gia đình Thái Nhà Biển kèm với là người chồng và người con rể của ba cùng đi chuyến đi ra đảo Cù Lao Câu, vừa sinh tồn vừa trải nghiệm. Thì hy vọng với cô chú anh chị sẽ yêu thích những chuyến đi như thế này. Thì lâu lâu thì đại gia đình mình sẽ có những chuyến đi và chia sẻ cho cả nhà. Và mùa hè này đảo Cù Lao Câu rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Ở những hòn đá này và bên đây có khách sạn nữa. Thì ở đây là khu vực là quân đội cho nên là không được bay lây cao, được cấm tuyệt đối nha cả nhà ơi. Ở trên này là có quân sự hết. Nên là chắc giờ em Thái xin kết thúc video tại đây. Ví dụ như các cô chú anh chị mình mà ủng hộ Thái về hải sản, về nước mắm thì cứ inbox cho Thái nha. Với số điện thoại là 0938 280121, Zalo 0934 986674. Đặc biệt là cá rợp của chị ba nha cả nhà ơi. Hành trình khởi nghiệp của chị ba. Giờ thì đại gia đình Thái bye bye, hẹn gặp lại cả nhà clip sau. Và kính chúc khán giả Thái Nhà Biển luôn được bình an và làm cái gì cũng thắng nha. Giờ này bye bye. Bye bye cả nhà. Cả nhà hôm nay xem video có hay không ạ? Có gì góp ý cho Thái Nhà Biển nha. Để em Thái một ngày hoàn thiện hơn bản thân mình. Và những video sẽ chỉnh chu hơn. Hôm nay nhà Thái vô xá sùng khô rất là nhiều rồi cả nhà. Đây là một trong những loại xá sùng rất là ngon ở Vê Thái và có giá là 350.000 đồng 100g. Ngoài ra thì nhà Thái có sản xuất nước mắm nhỉ. Đây là 100% là cá cơm và muối hột, muối ở Vĩnh Hảo, ở Vê và làng em Thái luôn. Nên cả nhà yên tâm nha. 140 ngày 1 lít loại 1 và 190 ngày 1 lít loại đặc biệt. Và đây là mắm nêm cá cơm. Quê hương Thái là cá cơm nhiều lắm, vô mùa hàng tấn luôn. 45 ngàn đồng một chai, có nguyên cả con cá cơm để mình ăn luôn nha. Mua 6 chai được miễn phí ship với cá cơm nha. Và đây là mắm ruốc. Đây, tới mùa mắm ruốc thì Thái có sản xuất ra một ít mắm ruốc. Mắm ruốc này mua 4 chai sẽ được tặng 1 chai và có giá là 70 ngàn một chai. Mình có thể chấm thịt nè, ăn trái cây nè hoặc là mình kho thịt ăn rất là ngon. Và ruốc sấy khô cả nhà ơi. Đây, ruốc sấy khô ăn rất là ngon miệng luôn. Cái này mình có thể nấu canh này, hoặc là mình có thể là ăn với kèm xôi, kèm cơm, ăn cực kỳ ngon luôn. Rồi nó giòn. Đây là ruốc mình ăn liền luôn nha cả nhà mình ơi. Đảm bảo đây là một sản phẩm cực kỳ ngon, ba hũ được miễn phí ship. 145 ngàn đồng một hũ. Đây, mực đây, mực đây cả nhà ơi. Đây là mực dẻo với cả nhà ơi. Mực này rất là ngon luôn. Và không có một cái tí nước nào luôn. Mực dẻo Vê Thái được phơi ở làng chài xứ biển. Mực này Vê Thái giá rất cao nhưng mà rất ngon nha. Ở đây Thái làm hàng chất lượng thôi. Nên cả nhà yên tâm ha. Ở đây đầu mực được lấy các con mắt ra rồi nè. Và mình phơi khô từ bên trong cái cổ con mực. Cả nhà ơi, mình nếu dùng mực dẻo thì cứ liên hệ Thái nha. Có rất nhiều size và nhiều giá khác nhau. Đây, mực Vê Thái thì cả nhà ơi, đỉnh rồi. Rất là ngon luôn. Mực phơi dẻo nhẹo như thế này nè. Không có mà ướt và ơi gì hết trơn á, mình chiên lên ăn cũng ngon mà mình nướng bằng nồi chiên không dầu cũng rất là tuyệt vời. Sớ mực rất là trắng tươi luôn nè. Đó, mình ở vùng biển rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mà mình ngư dân làng chài mình đi biển luôn câu đi những con mực rất là ngon. Đây, cực đỉnh luôn cả nhà ha.
Đây, và ngoài ra một sản phẩm từ mật nữa, đó chính là chả mật nang. Đây cả nhà, chả mực nang này mình chiên bằng nồi chiên không dầu rất là ngon luôn. Giá là 580.000 một ký. Tuy hơi mắc nhưng mà 100% từ mực nang, không có hàng the và cũng không có trộn bột như những nơi khác. Nếu mà cả nhà chọn về sản phẩm sức khỏe thì cứ liên hệ Thái nhé. Và đây là mực nháy. Đó, cái size mực nháy như thế này ăn nó mới ngon, nó mới chất lượng nha cả nhà. Mực nháy này là còn khi mà vào á còn sống á là Thái cấp đông luôn. Đây là đó, những con mực nháy rất là tươi xanh luôn cả nhà ơi, mà size là từ 6 cho đến 8 con một ký. Hiện tại là giá 450.000 một ký nha. Đảm bảo là mực này ăn á cả nhà chỉ có ghi, không mua chỗ nào mà ngon bằng chỗ Thái ra biển đâu. Mực nháy này ngon lắm, và Thái cấp đông một vỉ chứ gì, là nửa ký 3 đến 4 con nha. Cả nhà có tin không? Một mâm cá cơm mà đã tiết ra làm hai thế này không xương, cá cơm khô một mâm như thế này nửa ký chỉ có 130.000. Ủng hộ làng chài với Thái nha. Cá cơm vô mùa nên Thái trữ rất là nhiều luôn. Đây là cá cơm mình chỉ cần về ngâm nước, rửa nước tầm khoảng 5 đến 10 phút, cả nhà về rim, về kho hoặc là chiên ăn cực kỳ ngon luôn. Đây, cá cơm khô 130.000 một bịch và một mâm to đùng như thế này nha. Tiếng nổ máy đó cả nhà ơi, và ngư dân là đang đánh lưới vào hàng ngày. Nhà Thái có cá lưới hai rất là nhiều luôn, tại vì bên Thái á, đi cá vào nhiều. Nhưng đây là sản phẩm về mực, không phải là cá. Đây là mực cán tẩm gia vị được ship toàn quốc và có giá hiện tại là 650.000 một ký. Và nếu như cả nhà mua một ký thì em Thái khuyến mãi chỉ còn 600.000 thôi, và được free ship nếu cả nhà mua một ký nha. Đây là mực cán tẩm gia vị, mình gỡ ra mình ăn liền luôn, ăn rất là ngon, ăn rất là dính luôn. Đây, mình đã hút chân không một bị như vậy là nửa ký. Mình đi nước ngoài hoặc là mình đi đâu á đều cũng được hết trơn á. Mực này phải nói á, rất là xịn sò, rất là ngon luôn nha cả nhà mình. Đây, em Thái hút chân không sẵn hết rồi, mình chỉ cần việc là mình gỡ ra như thế này và mình ăn thôi. Đây nè, đó, những xớ mực của nó rất là dày luôn cả nhà, rất là ngon. Đây là 100% từ mực ống nha, không phải là mực lá đại dương đâu. Đây là mực ống, đây là cái xớ thịt của nó này, rất là ngon luôn. Trời ơi, ăn cơm hay nhậu gì cũng ngon hết trơn cả nhà ơi. Mà giá rất là dễ, nếu như cả nhà mua 1 ký 600.000, đó là loại 1 nha. Ăn cực kỳ dính, nó không có tẩm nhiều gia vị giống như những cái chỗ mà bán trôi nổi nha cả nhà. Cái đây là Thái là mực hết, và chỉ tẩm một xíu ớt và một tí gia vị thôi. Nhai vô là mình nghe được cái mùi mực rồi, rất là ngon luôn. Nhắc tới chả cá thì không thể nào bỏ quên chả cá thu cả nhà ơi. Một bịch như vậy là nửa ký, có giá là 130.000 một bịch nửa ký, và một ký là 260.000. 100% từ cá thu nha cả nhà ơi. Và một ký tầm khoảng 10 miếng, ăn rất là ngon luôn này cả nhà. Đó, ăn rất là dai, là dẻo. 100% là không có hàng the nha, không bao giờ có hàng the, hàng chất lượng ở Thái nhà biển luôn. Và ngoài ra ở quê Thái thì có những cá khô, bực khô. Thái có xếp thành một mâm như thế này là khoảng 5 loại nha cả nhà, gồm có một bị mực khô cỡ tay bèo bèo, thứ hai nữa có cá tóc tiên, thứ ba nữa có khô cá đù hoặc là cá chỉ vàng, đây là cả nhà, và thứ bốn nữa là có cá khoai. Đây, cá này gọi là cá kè biển hoặc cá khoai, ăn rất là ngon luôn. Và một sản phẩm nữa đến từ cá hố, những sản phẩm cá khô sẽ thay phiên nhau, còn riêng mực lúc nào cũng có. Một set 5 món như thế này 290.000 nha cả nhà mình ơi. Giờ cảm ơn cả nhà đã xem hết tất cả những sản phẩm đặc sản của làng chài Vê Thái. Nãy chạy xuống á, trời ơi, gió thổi vào tay cái cát mà nó vô giỏ luôn cả nhà ơi. Hôm nay thì xuống là ghe anh ba đầu năm chuẩn bị là xuất hành đi biển, và rất mong ghe anh ba sẽ được bội thu và làm nha tấn tài tấn lộc để gửi đến những đặc sản. Anh ba đi câu mực nè, hoặc anh ba đi lặn những cái con sò, con ốc nè. Và thứ hai nữa thì chồng em Thái có kinh doanh về những đặc sản, có những hải sản nhập khẩu, cá chích ép trứng này, sò đỏ này và bạch tuộc Nhật, rất là nhiều hải sản nhập khẩu luôn. Nếu như cả nhà yêu thích hoặc là làm một cửa hàng của cửa hàng sashimi sushi thì cả nhà có thể liên hệ với anh Thức để nhập hải sản giá sỉ nha. Số điện thoại là 0706 3333 và 39, hoặc cả nhà ủng hộ em Thái thì hãy cứ liên hệ em Thái là 0938 280121 hoặc 0934 986674, có cả Zalo, Facebook và fanpage Thái nhà biển nha. Giờ thì Thái kính chúc khán giả luôn thật bình an, tấn tài tấn lộc, đi đâu cũng ngon mắn, làm gì cũng thành công nha. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà clip sau.